em mình rất là vui bởi vì mình rất là vinh dự khi mà được tham gia vào cái ngày sinh nhật 200 năm, một con số tròn trịa và rất là tuyệt vời của Johnny Walker. Về cái thương hiệu rượu này thì thật sự là quá nổi tiếng rồi, ai cũng biết hết. Tiêu Diêu nói là luôn luôn là một quà mà dành cho tất cả những người mà mình quý trọng á. Thì ngày hôm nay rất là bất ngờ nếu như mà chui được đặt trên đặt cái ký lên trên đó mà mình cũng được đem về hoặc là dành tặng cho một vị khách hàng hoặc là một vị khán giả may mắn nào đó, thì hy vọng mọi người sẽ có một kỷ niệm đẹp ngày hôm nay, được không ạ? Yeah, cảm ơn rất nhiều ạ. Nếu mọi người đồng ý thì vỗ tay thật to được không ạ? Vâng, có một ký một chút hồi nãy là chưa có đủ cái 20 tuổi rồi rồi. Dĩ nhiên là chun ngon hơn rồi. Ok. Ok.